Hơn 20 năm qua, tại xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã diễn ra tình trạng bán đất trái thẩm quyền mà người trực tiếp tiếp tay cho sai phạm lại là lãnh đạo xã. Vụ việc có nhiều dấu hiệu thu lợi bất chính hàng tỷ đồng khiến người dân vô cùng bức xúc và nhiều năm đội đơn đi tố cáo. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Tại kết luận số 07 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ kết luận, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đứng đầu là đồng chí Bí thư Đảng ủy Đỗ Xuân Sang, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Đình Khánh giai đoạn 2010 đến năm 2015, giai đoạn 2015 đến năm 2020, buông lỏng vai trò lãnh đạo, buông lỏng quản lý về đất đai trên địa bàn để ban lãnh đạo thôn Liêu Hạ tổ chức bán đất trái thẩm quyền 36m2 tại khu ao dài, nằm suốt đất khu ao mẫu tư 9.460m2 đất khu đồng mía, tự ý thanh lý nhà mẫu giáo cũ thôn Liêu Hạ và cho thuê thầu khu ngõ cả, tự ý xây dựng công trình nhà mẫu giáo mới mà chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để ban lãnh đạo thôn Nho Lâm bán đất trái thẩm quyền khu ao lò gạch thu về 405 triệu đồng. Thôn Liêu Hạ thu được số tiền từ việc bán đất trái thẩm quyền, thanh lý, cho thuê thầu là hơn 2 tỷ 456 triệu đồng. Để nhiều hộ dân xây dựng nhà cửa trái phép trên đất 03, để công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phong lấn chiếm, xây dựng nhà xưởng trên diện tích đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Nó khổ lắm bọn anh, không có cái gì là cái giấu giếm mà làm gì. Đến giờ phút này, cô bảo anh bị gì, bị giấu giếm gì. Sai là bọn anh nhận, thôn nó sai là xã sai. Trách nhiệm anh làm bí thư, anh là người đứng đầu, anh nhận trách nhiệm tất. Anh có phải từ chối đơn mình chứ? Tuy nhiên, người dân thôn Liêu Hạ cho rằng bản kết luận số 07 trên vẫn còn nhiều nội dung chưa được làm rõ. Nhiều vi phạm đất đai vẫn ngang nhiên diễn ra mà chưa bị các cơ quan chức năng xử lý. Cụ thể, năm 2011, tại khu ao làng đã bán đất trái thẩm quyền 6.000m2, trong đó 3.000m2 được giao cho người nơi khác làm xưởng may, 3.000m2 đất còn lại được phân lô thành 33 mảnh. Trong đó có cả Chủ tịch xã Tân Lập Nguyễn Đình Khánh, Bí thư xã Đỗ Xuân Sang, Kế toán xã Trần Thị Vịnh và các con cháu họ hàng của cán bộ xã, thôn. Tại khu đồng mía, Ủy ban nhân dân xã đã tạo điều kiện để công ty Hồng Nhất săn lấp sử dụng hơn 1.360m2 đất do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Để có những thông tin cụ thể về các sai phạm, phóng viên đã nhiều lần liên hệ làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, nhưng vị lãnh đạo của huyện này nhiều lần né tránh. Quan điểm là tôi không phải là người phát ngôn của Ủy ban nhân dân huyện, và phát ngôn thì nó phải dựa vào cái quy chế phát ngôn. Thế thì chủ tịch có giao là công việc rất là nhiều, chỉ cấp cho em cái quyết định cho 07 nha, nó báo 07 về cái vụ việc này, thì vụ việc này đã được rất nhiều các cơ quan báo chí đã bàn rồi. Qua đây, người dân đặt ra câu hỏi, vì sao việc bán đất trái thẩm quyền, thanh lý, cho thuê đất sai phạm hơn 20 năm diễn ra tràn lan nhưng không một cơ quan nào phát hiện. Chỉ đến khi người dân quá bức xúc, đội đơn đi gõ các cửa quan thì sự việc mới bị phanh phui. Phải chăng còn thế lực nào chống lưng cho các quan xã tự do tung hoành bất chấp pháp luật hay không? Trước những sai phạm nghiêm trọng như vậy, tránh làm xói mòn lòng tin của người dân vào chính quyền, vào Đảng bộ huyện Yên Mỹ nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung, đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục vào cuộc điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật. Báo Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.